Bà Phạm Thị Thanh Mai, Giám đốc điều hành Bệnh viện Tư nhân FV tham gia cuộc họp chiều 1 tháng 8 giữa Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và lãnh đạo của các bệnh viện tư nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong thông tin đưa ra hôm nay, FV cho biết đang triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho gần 5.000 công dân Pháp và thân nhân tại phía Nam. Đồng thời, bệnh viện tình nguyện tham gia vào chiến dịch tiêm chủng vaccine cho người dân thành phố theo sự kêu gọi và phân công của Sở Y tế. Theo bà Mai, chỉ với 3 điều dưỡng, một bác sĩ cùng với một nhóm nhân viên hành chính, bệnh viện FV đã có thể tiêm 800 mũi mỗi ngày. Như vậy, với hơn 100 điều dưỡng có chứng chỉ tiêm vaccine, đơn vị này có thể tổ chức tiêm 10.000 mũi một ngày tại bệnh viện và các điểm tiêm di động. Nếu làm việc cả 7 ngày trong tuần, FV sẽ góp phần cùng thành phố đẩy nhanh hơn nữa tiến độ tiêm chủng, mở rộng độ bao phủ vaccine phòng COVID-19. Ngoài ra, bệnh viện đã trang bị hệ thống kho lạnh được Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh kiểm định và chứng nhận đủ điều kiện có thể lưu trữ cùng lúc 800.000 liều vaccine AstraZeneca, 200.000 liều Moderna và 600.000 liều Pfizer. Tuy nhiên, người đại diện bệnh viện cũng kiến nghị Bộ trưởng cho phép họ thu phí dịch vụ tiêm chủng vì đây là điều kiện cần thiết để cân đối ngân sách trong bối cảnh khó khăn chung. Bà Mai lý giải FV là cơ sở y tế tư nhân, phải tự huy động ngân sách rất lớn để mua sắm nhiều trang thiết bị phục vụ hoạt động tiêm chủng, bao gồm hệ thống chữ lạnh âm sâu và kho lạnh hiện đại để bảo quản vaccine, trả lương cho nhân viên y tế, chi phí cho các hoạt động phụ trợ. FV còn phải tạm dừng các hoạt động của một số bộ phận khác để điều chuyển nhân sự ưu tiên cho công tác tiêm chủng. Thêm nữa, sau khi Chính phủ và Bộ Y tế có nghị quyết 21 khuyến khích tất cả các địa phương, doanh nghiệp, đơn vị tham gia vào tìm kiếm, nhập khẩu vaccine phòng chống COVID-19 thông qua các mối quan hệ ngoại giao, bệnh viện FV đã có nguồn mua vaccine nên đề xuất được chủ động đàm phán, mua và nhập vaccine bằng nguồn tài chính của bệnh viện. Bà Mai cho rằng cách này sẽ không chỉ có thêm nguồn vaccine lớn mà người dân còn có thể tự nguyện tham gia vào chiến dịch tiêm vaccine bằng khả năng tài chính của mình. Như một cách góp phần giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước, hôm nay FV cho biết nếu bệnh viện được thành phố cấp vaccine theo nguồn chung để tiêm cho người dân thì bệnh viện sẽ tiêm nhưng lấy phí dịch vụ tiêm chủng. Còn nếu tiêm bằng nguồn vaccine do đơn vị tự nhập về cho những người có nhu cầu tiêm dịch vụ, bệnh viện sẽ thu cả phí vaccine và phí dịch vụ tiêm chủng. Mức phí dịch vụ tiêm hiện bệnh viện chưa có chính thức. Bệnh viện FV đang hoạt động theo mô hình bệnh viện tách đôi với 74 giường điều trị COVID-19, gồm 63 giường cho F0 không cần máy thở, 11 giường cho F0 cần điều trị đặc biệt. Theo kế hoạch của Sở Y tế ban hành ngày 22 tháng 7, bệnh viện FV sẽ được huy động hoặc trưng dụng để điều trị cho trường hợp F0 có bệnh lý nền nặng cần can thiệp điều trị chuyên khoa tầng 4 của tháp 5 tầng, với quy mô tối đa khoảng 200 giường. Phản hồi kiến nghị của bệnh viện FV, ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế đánh giá cao sự đồng hành chủ động của bệnh viện. FV dẫn lời ông Khuê cho biết Bộ sẽ xem xét các kiến nghị và sớm có chỉ đạo chính thức. Tại cuộc họp chiều qua, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long tha thiết kêu gọi các bệnh viện, cơ sở y tế tư nhân chung tay cùng thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Mong muốn các đơn vị y tế tư nhân đăng ký số giường cho bệnh nhân COVID-19, nhân sự có thể đảm đương công việc điều trị hồi sức và vận hành máy thở. Bộ trưởng cũng đề nghị y tế tư nhân chia sẻ cho mượn những trang thiết bị, vật tư tiêu hao, hậu cần để điều trị COVID-19.